giờ tiếp tục chương trình, chúng tôi rất là vinh hạnh được sự có mặt của thượng nghị sĩ từ bang California, ông Lou Correa đã đến để chờ chương trình. With us on this cold night. Kính thưa quý vị, một năm trước tôi được gặp một người mẹ. Cô đã vượt một nửa trái địa cầu để đi cầu cứu con. Tôi nhớ khi mà tôi còn nhỏ, nhà tôi bị một cái chuyện gì thì mẹ tôi, tại vì bố tôi ở trong quân đội cho nên rất ít khi nào có nhà, mẹ tôi chạy qua người hàng xóm để nhờ vả. Mà nếu mà người hàng xóm làm không được thì đi ra làng xã để kêu những người ở trong đó giúp đỡ. Một người mẹ Việt Nam phải đi một nửa trái địa cầu cầu cứu con mình, chứng tỏ một điều là nhà cầm quyền ở nơi đó đã bất lực. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với người mẹ Việt Nam đó. Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của Đinh Uy Khang. Chị Kim Liên ơi, chị có nghe tôi không? Chị Kim Liên có nghe tôi không ạ? Dạ, chào Minh ạ, anh dạ. Nghe rõ không ạ? Dạ vâng, bây giờ tôi nghe chị rồi. Trước mặt chị là đồng bào ở hải ngoại đang lắng nghe giọng nói của chị. Thưa chị, chúng ta đã được gặp nhau một năm trước đây. Và hình ảnh của chị, một người mẹ đi cầu cứu để tìm được cái mạng sống cho con của mình, thì hình ảnh đó luôn luôn nó nằm trong tim của tôi. Và mỗi lần tôi nghĩ về những người mẹ như chị, người mẹ giống như mẹ của Tạ Phong Tần, tôi thật khâm phục những người mẹ Việt Nam. Xin chị có vài lời chào đồng bào hải ngoại. Dạ, tôi là Nguyễn Thị Kim Liên, là mẹ có hai cháu Đinh Nhật Huy và Đinh Nguyên Kha. Tôi xin gửi lời chào tới tất cả bà con ở hải ngoại, tới chương trình hát cho tụi Việt Nam chủ đề Hoàng Sa. Dạ, tôi xin chào. Dạ vâng. Thưa chị, là một người mẹ có hai người con ở trong tù, tôi biết rằng cách đây khoảng vài tháng chị có đi thăm Kha và em bị bệnh rất nặng. Xin chị cho biết hoàn cảnh sức khỏe của em. Dạ, nói thiệt với anh á, là cái tình trạng bệnh tật của cháu Kha tôi nó không có bằng một cái góc nhỏ nào của những anh chị em khác ở trong trại tù của cộng sản đâu anh à. Nhưng mà tôi rất là đau xót khi mà trong tù á, tôi đem tất cả các thuốc của bà con của mình ở hải ngoại gửi cho cháu thì họ lại không cho gửi, họ chỉ nhận những thuốc của Việt Nam sản xuất thôi anh à. Nó rất là khốn nạn như vậy đó. Dạ, tôi đã lên tiếng vấn đề đó, tức là thuốc Việt Nam, thuốc đông y của Việt Nam thì họ cho gửi. Thật ra là tôi rất là đau xót. Những kỳ thăm vừa rồi á, tôi nhà tôi có trồng rau dấp cá đó anh, thì tôi nguyên bụi dấp cá mỗi nửa một tháng một lần tôi búng vô cho cháu trồng, thì cháu uống 2-3 tháng nay thì cháu nói với tôi là cháu bớt bệnh trị nhưng còn thấp khớp, thì vì cháu ngủ dưới đất mùa đông lạnh cháu vẫn còn là bệnh cái thấp khớp rất là đau nhức. Tôi nói lên đây á, không phải tôi nói cho con tôi, nhưng mà tôi nói cho những người tù khác, những người tù ở trại tù cộng sản khác, là họ sẽ bị nhiều hơn con tôi nữa. Tại vì con tôi mỗi tháng một lần tôi thăm, tôi rất là
phản đối tôi rất là lên tiếng, rất là mạnh mẽ với mẹ con tôi á, nhưng mà họ cũng vẫn sử dụng lực rừng với những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đó. Tôi rất mong là bà con là rất nghe tiếng nói của tôi, hãy nghe tiếng nói của tôi là tôi lên tiếng về vấn đề tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị ở chế độ cộng sản Việt Nam nha. Dạ. Kính thưa những người mẹ Việt Nam đang ngồi ở trong hội trường, ở trong đây tôi biết có ít nhất là hai người hiểu rất rõ những gì chị Kim Liên vừa nói, đó là cô Ngọc Minh là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Thưa chị, hoàn cảnh của chị như thế nào? Tôi biết rằng cái người ở trong tù chỉ có đối kháng với lại những người coi tù thôi, nhưng mà tình trạng những người gia đình của tù nhân, tôi biết rằng rất là khó khăn để chị sống trong một cái xã hội mà hầu như những người bình thường ai cũng sợ liên lụy với mình và tránh xa mình, phải không chị? Dạ, đúng như vậy đó anh. Nếu vậy thì hoàn cảnh của chị như thế nào? Để tôi kể cho anh nghe cái vấn đề là chỉ đi việc thăm nuôi tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị thôi, thì cái trại tù cộng sản nó đã sử dụng một cách luật rừng một cách rất là khốn nạn. Họ bắt mình đi chứng cái cuốn sổ thăm nuôi ở ngay địa phương của mình, nhưng mà chỉ những người trực hệ, tức là chú ruột, bác ruột, cậu ruột, dì ruột mới được đi thăm. Tôi hỏi anh là những người như vậy họ rất là sợ liên lụy tới gia đình mình, thành ra không có một người nào mà đứng tên vô trong đó là đi thăm tù nhân lương tâm đó. Họ chơi một cái chiêu trò giả mang như vậy đó anh à. Tôi lên tiếng là vấn đề là đi thăm tù nhân lương tâm như vậy đó. Cách đây gần một năm chị qua đây, tôi biết là cũng là vào ngày sinh nhật của chị, và vừa rồi vài ngày cũng là sinh nhật của chị, tôi thay mặt đồng bào ở hải ngoại chúc chị một ngày sinh nhật. Và tôi có nhớ rằng tôi có viết cho chị một câu là tôi cầu mong cái ngày sinh nhật của năm tới của chị sẽ có em Kha ngồi bên cạnh để ăn mừng nhật. Dạ, tôi có đọc trên Facebook, tôi rất là cảm ơn bà con, cảm ơn anh ạ. Kính thưa quý vị, chị Kim Liên có một giọng hát rất hay, mà cái giọng hát của chị đó, tôi nghĩ rằng không cần đàn mà nghe rất là thê lương. Chị Liên ơi, chị có thể biểu diễn cho đồng bào nghe giọng hát của chị được không? Hát chay đó chị. Dạ, tôi hát chay thì tôi bình thường hát được, nhưng mà sao bây giờ tôi nhìn trong cái điện thoại của tôi không có thấy hình của tôi gửi qua anh có thấy tôi ngồi đây nói chuyện với anh không anh Minh? Thấy hình của chị thôi, nhưng mà không có, cái đó là một cái tấm hình chứ không phải là cái webcam. Ban kỹ thuật không có kết nối được với chị, cho nên nhưng giọng nói của chị rất là rõ trong hội trường. Bây giờ để tôi tắt cái Skype này, tôi sẽ mở lại coi có nó có truyền cái hình ảnh tôi. Dạ vâng. Trong khi chị sửa lại cái máy của chị thì kính thưa quý vị, chị Kim Liên có gửi cho chúng ta một bài hát chị thu trước, tại vì chị cũng rất là cẩn thận, nhỡ là công an tới làm khó dễ thì chị vẫn có thể sinh hoạt với chúng ta. Xin ban kỹ thuật cho chúng ta nghe bài Triệu Con Tim. Quý vị thấy là cái này không phải là do chị Kim Liên quay người mà quay phim. Lý do là như này, chị gửi cho chúng tôi một cái file rất là tốt, nhưng mà khi mà chúng tôi download xuống đó 2-3 lần thì nó cứ bị nghiêng người như vậy. Chị Kim Liên ơi, bây giờ để coi có nghe được chị hay không nha. Dạ rồi, tôi
xem nào. Dạ vâng, chị vẫn đẹp gái như năm xưa. Wow, cảm ơn. Rồi, bây giờ cái bài Triệu Con Tim đó, chị hát bài. Tôi sẽ yêu cầu chị hát hai bài đó. Một bài Triệu Con Tim là tôi đã quảng cáo rồi, nhưng mà cái file mà chị gửi qua đó, chúng tôi bị trở ngại. Bây giờ chị hát bài đó được không? Anh Quốc Hùng, dạ. Anh Quốc Hùng. Anh à, dạ. Tôi đã gửi gửi trước cái bài Triệu Con Tim đó. Tại vì cái nội dung đó, tôi thấy nhạc sĩ Trúc Hồ, mà tôi ưa kêu bằng chú đó, thì tôi thấy Trúc Hồ nó có viết là cái câu là mẹ Việt Nam thiêu cháy thân mình. Tôi nghĩ, tôi liên tưởng tới mẹ của Tạ Phong Tần, nên tôi muốn trình bày bản đó cho tất cả bà con ngay hội trường nghe đó. Dạ, bây giờ Tạ Phong Tần và những năm người khác đang tuyệt thực ở trại tù Việt Nam đó anh. Dạ vâng, dạ vâng. Nhưng mà bây giờ tôi đã không có để sẵn cái bài hát đó. Dạ vâng. Tại vì anh biết không, tôi lớn tuổi rồi, tôi không có thuộc. Dạ vâng, không sao. Chỉ có bài hát là Cho Đồng Bào Tôi. Rồi, bây giờ chị hát bài Cho Đồng Bào Tôi và lát nữa tôi sẽ dùng cái file của chị để cống hiến quý vị ở đây bài Triệu Con Tim nhé. Rồi, mời chị. Dạ, xin chào tất cả bà con ở trong hội trường của Báo Người Việt. Tôi xin hát bản nhạc Cho Đồng Bào Tôi. Bản nhạc này tôi đã hát trên Facebook, trên tường của nhà tôi, nhưng mà tôi cảm thấy là cái nội dung bài hát này nó rất là còn thời sự, rất là còn nóng bỏng, nên tôi muốn gửi tới bà con lời của những bài hát này và mong bà con hãy chia sẻ với tôi, hãy mong một ngày là nước Việt Nam mình sẽ được đổi mới, sẽ được gặp nhau trong một ngày rất là gần. Dạ, xin mời bà con cùng nghe Cho Đồng Bào Tôi của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đời đã mòn hơi. Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong Thượng Đế. Cho đồng bào tôi ở nốt những hơi tàn, buông thõng bàn tay thua thiệt trước lầm than. Đêm đêm đi dậy và mây thêm, hay mang xe đèo kiếm cơm ăn, ân châu keo cày bên lũ hưởng nhàn. Một địa cầu mới mọc lên, một thế giới mới ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca chiến đấu hãy vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho đồng bào tôi ngồi ngách mắt trông chờ, xem những ủy ban hội đồng nói vù vơ. Bao nhiêu con đỉa đã vây quanh, bao nhiêu tên chọc buôn danh, bao nhiêu lực lượng tiền chi ra dối. Cho đồng bào tôi được nhớ mãi như hoài, buôn bán đời ta cho người lái mà thôi. Nuôi cho sâu mọt chúng thêm đông, trong xương trong tụy chúng dân lên, hơi tim dân lành đau nhức từng cơn. Một địa cầu mới hãy mọc lên, một thế giới mới hãy ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Của tôi. Chị Kim Liên, chị có rất là nhiều fan, chị biết chữ fan ở Việt Nam có dùng chữ fan đó chị có rất là nhiều fan ở trong hội trường này nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ hát cái bài Triệu Con Tim, và chị ngồi đó chị thưởng thức cùng với chúng tôi giọng hát của chị. Mọi người đồng bào ở đây nói là chị hát theo luôn đó.